Ngày hôm nay nhà em Thảo còn có số lượng khoảng tầm 30 chậu cây ra ra mặt cười em Thảo bán thanh lý, à, giống như là một món quà tri ân cô chú anh chị nhân dịp năm mới nha các bác nhá. Mặt hoa rất là đẹp luôn này và cây thực tế của nó là từ năm tép trở lên các bác nhá, từ 5 tép trở lên cây rất là đẹp. Và bây giờ thì cũng sắp Tết rồi mà tình hình Covid rất là căng thẳng đúng không ạ? Đấy, em Thảo sẽ bán cho cô chú chị nào yêu mến những cái chậu này rất là xinh này. Đấy, bình thường em Thảo bán 65 000 cho đến 90 000 Ngày hôm nay em Thảo bán tri ân giảm giá với giá là 40 000 một chậu. Bác nào mà mua từ 3 chậu trở lên em tính là 100 000 nha các bác nhá. Đó, 100 000 được 3 chậu. Đấy, các bác nhìn thấy xinh chưa? Rất là đẹp cây luôn. Nói chung là từ năm tép trở lên đây là những cái hàng em thảo tuyển chọn. Nhưng giờ tình hình Covid căng quá là em sẽ bán bớt đi để em lấy mặt bằng, em làm ươm ki. Đấy, các bác nhìn thấy xinh chưa? Cái cây này thì cho hoa quanh năm nên là bây giờ nó đang có hoa thì về Ở mùa xuân chúng ta lại được chơi hoa tiếp nhá các bác nhá. Cái dòng hoa này, nói chung là nó sai hoa nhiều lắm này. Này, một mắt nó còn có, có thể cho hai vòi cơ mà. Đấy, các bác nhìn này, một mắt nó có thể cho hai vòi hoa luôn. Và cây trước nó nở hoa rồi và năm sau nó tiếp tục nó nở hoa tiếp. Nên là đây này, ví dụ nhà cây này các bác nhìn này. Cây này năm ngoài đã nở vào đây này và năm nay tiếp tục là nở vào đây các bác nhìn. Đó, mỗi một mùa luôn. Đó, xuân hạ thu đông chúng ta đều được ngắm hoa của cái cây hoa này luôn đấy ạ. Đấy, 40 000 một chậu, mua 3 chậu em thảo bán 100 000 nhá. Ra ra mặt cười của nhà em, số lượng em không có nhiều ạ Anh chị em gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của em Thảo là 0965495087. 0363 929 228 Và bên này đây nhà em Thảo còn có những cái cây uh, Denzo Đây là Denzo hàng uh, uh, Em sẽ quay một video về cái dòng này nha Các bác nhé cho các bác xem hoa luôn này Em Thảo xin kính chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn đang xem video Vậy là không còn bao nhiêu lâu nữa là chúng ta đã đến Tết âm lịch rồi Tết nguyên đán, Tết cổ truyền của người Việt Nam đúng không ạ Và tình hình Covid đang rất là căng thẳng Đó, Hiện tại thì ở trên huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn Em thì cũng đã có à, các bạn bị à, nhiễm Covid rồi Nên em Thảo sẽ bán thanh lý Đó, những cái cây đen rô giống này thì Em số lượng em còn có khoảng tầm 500, 500 cây nữa để em bán cho cô chú anh chị đã Nhưng mà nhân gì ở cái Covid đấy ạ đó covid nó căng thẳng quá thì em mà để trồng thì cũng không xong mà à, bán thì em sẽ bán gọi là vừa vừa bán vừa tặng cho cô chú anh chị nhé đây một bụi như này em bán 16.000 nhá bình thường em thảo bán 28.000 ạ Cô chú trị chị mua một tặng một Khi mà cô chú trị chị mua 160 nghìn Thì sẽ được một cái rổ như này Tức là 20 bụi quá đẹp luôn Và khi mà mua về thì khoảng tầm 3 tuần nữa là Chúng ta sẽ được ngắm hoa luôn Bởi nó sưng mắt nụ các bác nhìn này Đó ví dụ như những cái tầng này thì đã nở hoa này Đấy Cây này là một trong những cái giống hoa nở quanh năm Hoa nở bốn mùa dễ chăm sóc Hoa bền Rất là siêng hoa Ngày hôm nay thì nhà em Thảo có số lượng khoảng tầm 50 chậu cây đen dô đại em Thảo bán thanh lý. Bình thường những cây này em Thảo bán 65.000 cho đến 90.000. Ngày hôm nay thì em Thảo bán cho cô chuyến chị với giá là 40.000 một bụi. Bác nào mà chốt cho em combo 10 cây như thế này. Đấy, 10 cây như em Thảo đang quay này thì em Thảo sẽ tính cho cô chuyến chị là 300.000. Cộng với phí ship là 35.000 đồng trên một đơn nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn đây hoa của nó rất là nhiều màu sắc và uh, nó vừa mới hết hoa xong có một số cây bị gãy ngồng trong quá trình em thảo vận chuyển đây có nhìn này nó đã đang sưng ngồng này đó và cái này nó không giống như phi điệp loại nó cho hoa quanh năm đấy chúng ta về chúng ta có thể chơi hoa xuân luôn đây chị em còn nhìn thấy này đấy một cái ngồng như này mà nó lại tiếp tục nó lại được để, để ra được thêm cái ngồng ở dưới nữa này đó và hiện tại lại đang sưng ngồng tiếp chúng ta mua về chúng ta chăm sóc khoảng tầm 3 tuần nó lại tiếp tục mọc ngồng để chúng ta chơi hoa hoa thì rất là nhiều nhiều màu nhá các bác nhá đây. Những cây rất là đẹp và rất là khỏe luôn Đó Em Thảo có số lượng những cây này Có số lượng là 50 chậu thôi ạ Bác nào mà chốt thì cho em Thảo xin số điện thoại luôn nhá 5, 30 000 một bụi Nếu mà mua từ 10 bụi trở lên Đấy có nhìn này Lỗi lá một chút xíu Có cây nó lỗi lá một chút xíu nhưng có biết rồi Denzo là cái dòng lá nó rất là giòn Nên là không thể tránh khỏi được nhá bác nhá Đây ôi giời ơi Về là chúng ta chơi hoa xuân luôn này đó, mà gửi như này không có ngồng hoa ấy. Những cái ngồng này em cắt đi cho cây nó khỏe Thì gửi cực kỳ lá an toàn luôn đó. Đây các bác nhìn này, đang lại tiếp tục chuẩn bị sưng ngồng hoa rồi. Combo này là combo em thảo bán là combo đen giống đại, đen rô rồi Đây chính là cái cây của nó đây các bác nhìn này. Có rất là nhiều màu sắc, tuy nhiên rằng là nó đang uh, những cái cái hoa của nó héo như này thì em thảo sẽ cắt nụ nhá. Em sẽ cắt cắt cái ngồng hoa đi để cây nó khỏe nhá các bác nhá. Đó, có rất là nhiều màu sắc nên là bác nào mà chúng ta yêu màu nào thì có thể là uh, em sẽ chọn cho các bác 10 cây 10 màu luôn phải rất rất nhiều màu luôn. Đấy, em sâu lên cho các bác xem này. Xin chào cực kỳ là đẹp luôn những cái ngồng này bên này đây là những cái bảng giả hạc pháp em thảo bán thanh lý bình thường những cái bảng này là phải nếu mà mua năm ngoái đã là tiền triệu đã đấy năm nay là em bán những cái cây nó còn đang có xanh lái hôm nay gần tết rồi em thảo bán thanh lý cho các bác 300 trăm một bảng tính ra là 20.000 nghìn một kg nha các bác nhá giả hạc pháp thì thật sự là cái dòng rất là uh, đẹp và hoa của nó là Hoa cực kỳ là thơm, sai hoa và dễ trồng, dễ chăm sóc Anh chị em cũng biết rồi đúng không ạ? Được mệnh danh là những chiếc rèm hoa đúng không ạ? rất là đẹp, rất là xinh luôn này các bác nhìn này. Đó, em còn có bốn bảng này thì em bán thanh lý từ 15 mầm 15 thân trở lên nhá các bác nhá. Đây, bên này đây ạ. Đây chính là cái hoa của giả hạc pháp các bác nhìn này. Rất là xinh và rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, em bán cho cô chú anh chị với giá có 300 000 nghìn một bảng thôi. Rất là xinh và rất là à, sai hoa và dòng này thì cực kỳ là dễ chăm sóc. Năm sau thôi là nó dài hàng mét luôn đấy ạ. Đấy, các bác nhìn thấy hoa rất đẹp luôn đúng không ạ? Đó là cây rất là thành công lai giữa uh, cây đại ý thảo với lại cây uh, phi điệp đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy xinh chưa? Hoa nó rất là đẹp, rất là đáng để chúng ta sưu tầm. Đây xinh chưa? Và tiếp theo đây ạ, đây chính là cây đen dô nắng của nhà em nhá. Riêng cái dòng đen dô nắng thì các bác biết rồi, hiện tại này nó vừa mới đang có ngồng hoa nhưng mà về sẽ không được ngắm hoa nữa, em sẽ cắt đi để em gửi cho các bác an toàn hơn nhá. Đấy, nó đang lại sưng mắt nụ tiếp rồi. Đó, mỗi một chậu của nó cực kỳ là xinh luôn. Các bác có thể nhìn thấy này, em sẽ quay lên cho các bác xem là những cái cây nó đẹp này. Đây, xin chào khoảng tầm 50 cm em cho nó tựa vào đây xong em quay xa xa cho bác xem nhé em thảo bán thanh lý với giá là 300.000 được 5 cây nhé các bác nhé Tính ra là 60.000 một cây Đấy các bác nhìn thấy xinh chưa Cây của nó hiện tại về là tới này sẽ cho hoa luôn các bác Đó, Về chúng ta trồng khoảng tầm 3 tuần thôi là nó sẽ là tiếp tục mở hoa này Đây Đấy mặt hoa của nó này các bác nhìn thấy xinh chưa Đấy cây này em thảo cắt hết ngồng rồi em mới gửi cho các bác nhé Đó này Nhưng cây này cắt hết ngồng, ngồng gửi cho các bác cho khỏe cây đó, với cây hoa này đây này. Đây. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Đây. Đó. Nhờ, có em sẽ chọn cho các bác. Đây, những cây. Nó không còn có hoa để chúng ta ngắm nữa rồi. Ôi giời ơi, cây này chắc là phải dài 1 mét này các bác nhìn này. Đó Riêng cái dòng Denzo này chơi là Thật sự là đây là hàng cao cấp các bác mua mà Những cái cây đã thuần sẵn mà đẹp như này Và có một ngồng hoa thôi là các bác mua Từ 250 cho đến 350 luôn Đây là cây Denzo nắng nha bác nhá Dòng Denzo nắng là cái dòng cao cấp Vẫn được rất nhiều anh chị em yêu mến này Đây này con số cây đang mọc ngồng hoa nhá Hoa Denzo thì nở quanh năm nên là các bác không sợ đâu Đó Còn bên này là những cái Denzo màu đó các bác Đó những cây đen màu em Thảo đang bán thanh lý cho các bác này Đó nhưng mà cái cây này em Thảo sẽ cắt hết hoa rồi em mới gửi cho